Này mình quay cho các bạn xem cái mẻ sắn dây cuối cùng nhà mình có các bạn nhá. Chỉ còn vài chục cân thôi. Tất cả mình đã để ra đây rồi. Cho các bạn coi này. Mình lấy trong kho ra. Thì đây là cái sắn dây nhà mình. Cho các bạn quay nhìn kỹ này. Đây. Các bạn nhìn thấy cánh và bột nó chưa? Nhìn rất là đẹp, khác hoàn toàn những cái sắn dây khác này. Các bạn nhìn thấy khi nó vào tay mình này. Đấy. Mỗi một cái túi ở bên dưới này mình đóng là 1 cân. Đó. Đây, cho bạn con. Cái sắn dây ở Kinh Môn Hải Dương nhà mình nhá, các bạn nhìn kỹ nhá. Thì khi nhà mình đã từ cái trên chỗ sau khi sấy xong nhà mình sẽ để ra túi như này. Nó vỡ cái cạnh nó rất sắc, thậm chí nó chọc thủng luôn cả cái túi bóng này. Các bạn ạ. Bởi vì nhà mình bán đa số là bán xỉ nên nhà mình để cái túi này, nên nhà mình cũng không có mác tem mác gì cả. Sau này nhà mình sẽ làm tem mác thì mình sẽ làm sau. Hiện tại thì đa số là mình sẽ bán xỉ. Kể cả các bạn mua lẻ thì bên mình vẫn bán nhá. Đó, các bạn nào mà cần bộ sắn dây nguyên chất, sắn dây ta 100% ở Kinh Môn Hải Dương thì liên hệ với nhà mình. Thì sắn dây có rất là nhiều giá khác nhau, sắn dây giả này, sắn dây pha này, sắn dây ta nguyên chất ở miền Trung hay là trong Sài Gòn, trong Gia Lai, Đắk Lắk hay là ở những cái tỉnh lân cận như Hải Dương thì đều có các bạn ạ. Nhưng mà giá nó sẽ rẻ hơn sắn dây nhà mình. Nhà mình là Hải Dương, Kinh Môn Hải Dương. Vì vậy nó sẽ mắc hơn những nơi khác một chút và chất lượng nó sẽ cao hơn những nơi đó một chút. Các bạn cần thì các bạn hãy liên hệ với nhà mình.